Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm trước là chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Camry LE phiên bản nhập Mỹ 2010. Chiếc xe đấy chúng tôi đã bán. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE, cũng là phiên bản nhập Mỹ nhưng khác với chiếc xe đó. Chiếc xe này được sản xuất năm 2007, động cơ 2.4 lít. Chiếc xe đăng ký biển Hà Nội và một chủ từ đầu. Chiếc xe này một chủ từ đầu nên vẫn là biển 4 số ạ. Sau đây tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vẫn là biển 4 số nên chiếc xe này đang được biển là 30F1931. 30F1931. Nếu quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883 để được tư vấn. Quý vị hãy like và đăng ký cho kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ 2007 này ạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là phần đầu của chiếc xe. Quý vị và các bạn có thấy không ạ? Tất cả về phần đầu này không có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì. Toàn bộ gioăng nè, tất cả còn đèn còn rất là mới. Đèn đây còn rất là mới ạ. Những các khe hở này còn rất là kín nè. Quý vị và các bạn có thể xem nhé, từng cái khe hở của capo này rất là đều, hai bên cân bằng nhau. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có dấu hiệu của sự va chạm hay đâm đụng gì cả. Toàn bộ các ba đời sốc trước này còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản. Và cái đặc trưng của chiếc xe Camry Mỹ này, quý vị và các bạn nhìn bên ngoài, các bạn cũng có thể thấy được nhé. Chiếc gương của xe Camry Mỹ nó là gương cứng, không gập được. Đó, đèn pha còn sáng. Thưa với quý vị, đây là phiên bản full option cho nên là chiếc xe đã được trang bị la răng đúc, cửa nóc. Chiếc xe còn đang rất là đẹp đấy ạ. Giống như phần ba đời sốc trước thì phần ba đời sốc sau, quý vị và các bạn xem đây ạ. Toàn bộ là phần đèn hậu này. Ba đời sốc sau từ những các khe hở của cốp sau này vẫn còn rất là kín, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Nước sơn rất là bóng bẩy, quý vị và các bạn có thể nhìn xiên, nhìn nghiêng dọc xe này để chúng ta có thể thấy được là đẹp ạ, nước sơn rất là đẹp. La răng đúc đây ạ. Toàn bộ dàn lốp này cũng còn đang rất là đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn nếu mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi ạ. Không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem là nội thất của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Đây chính là táp đi cửa bên lái. Táp đi cửa bên lái cũng còn đang rất là mới đây ạ. Toàn bộ phần keo chỉ của cánh cửa lái còn nguyên và zin. Tất cả các cột ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự vặn ra hay là tháo ra để sửa chữa. Nếu như mà có đâm đụng hay va chạm thì tất nhiên là những cái ốc đấy không còn zin được như nữa. Đây là ghế lái của chiếc xe, toàn bộ phần nội thất đã được bọc ghế da màu kem be. Ghế được chỉnh điện đây ạ. Toàn bộ ghế này được, ghế lái là được chỉnh điện này. Vô lăng được bọc da ốp vân gỗ,
đều tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng ạ. Cần số còn rất là mới ạ. Đấy, quý vị và bạn có thể xem qua toàn bộ về nội thất của chiếc xe ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và bạn lại xem về khoang sau, nội thất về khoang sau của xe ạ. Táp bi cửa phía sau ạ, cũng còn rất là mới ạ. Hàng ghế sau đây ạ, hàng ghế sau này còn rất là mới nhé quý vị. Cái xe này là gần như là chỉ có một người ngồi, cho nên là hàng ghế sau của nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Vì là điều kiện hôm nay trời nó mưa, cho nên là tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn nó ở bên trong nhà, cho nên là cái ánh sáng nó không được tốt lắm. Chứ nếu như mà chiếc xe này mà mang ra ngoài trời mà quay thì là nó còn đẹp lắm đấy ạ. Nào, mời quý vị và các bạn cùng xem về đồng hồ này. Chiếc xe này đã chạy được 6,7 rồi ạ. 6,7 mai ạ, 6,7 dặm ạ. Xe Mỹ đã tính bằng mai quý vị và các bạn nhé. Cho nên là đồng hồ đã chạy được 6,7 mai rồi ạ. Vô lăng còn rất là đẹp ạ. Táp lô cũng còn rất là đẹp và mới ạ. Điều hòa tự động. Cần số cũng còn rất là đẹp ạ. Chiếc đầu, nguyên bản của chiếc đầu này nó là chiếc đầu CD. Nhưng mà bây giờ chủ xe đã độ lên đầu DVD rồi, có màn hình rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Quý vị và các bạn hãy like clip để ủng hộ chúng tôi, và quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe ô tô Toyota Camry LE nhập khẩu Mỹ sản xuất năm 2007 này, chúng tôi đang chào bán với giá chỉ hơn 400 triệu đồng thôi ạ. Vâng, chỉ hơn 400 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Toyota nhập Mỹ. Tiêu chuẩn về Mỹ thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tôi không cần nói nhiều. Quý vị và các bạn cũng có thể biết được tiêu chuẩn của Mỹ là tiêu chuẩn cao nhất, đi rất là an toàn. Nếu như hơn 400 triệu đồng mà quý vị và các bạn bây giờ mua xe mới thì quý vị và các bạn chưa thể mua nổi một chiếc xe Morning. Nhưng quý vị và các bạn đến với những chiếc xe đã qua sử dụng, quý vị và các bạn đã được đi một chiếc xe rất là sang trọng và đẳng cấp. Đó là chiếc xe Camry này đấy ạ. Nếu như chiếc xe Camry này ở thời điểm 2007 mua mới thì nó rơi vào hơn 60.000 đô. Cả đăng ký xong nữa nó là hơn 1 tỷ đồng. Hơn 1 tỷ đồng sau những năm sử dụng như vậy thì chiếc xe này chỉ còn hơn 400 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo của ô tô 360. Xin chào.